Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, Quốc Việt xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tường thuật cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 non sông liền một giải. Chương trình với sự đồng hành của nhà tài trợ Tôn Đông Á. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đoàn đua thi đấu chặng đua lần đầu tiên có trong hành trình của cúp truyền hình, đó là chặng đua ski trên đại lộ Hòa Bình của thành phố Cần Thơ. Đây là chặng đua mà chúng ta chờ đợi sẽ có những cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất ở các vị trí thứ nhì, thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng áo vàng, cũng như là pha nước rút cuối cùng. Liệu Lê Nguyệt Minh hay Nguyễn Tâm, hai tay đua có nước rút tốt nhất xe đạp đường trường Việt Nam, đang tạm hòa nhau, mỗi người có 6 chiến thắng. Liệu có được tay đua nào sẽ bước lên dẫn trước hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Nước phù sa là nước dòng sông Hậu, đất lành chim đậu là đất Cần Thơ. Ngày nay bên cạnh tiềm năng về du lịch, nhờ có thiên nhiên văn hóa mang đậm dấu ấn đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ, Cần Thơ còn phát triển mạnh nhiều loại hình kinh tế khác, trở thành trung tâm kinh tế và công nghiệp lớn, tạo sự kết nối về nhiều mặt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Là một trong số các vùng kinh tế trọng điểm, thành phố Cần Thơ đã xác định rõ vị trí, vai trò của địa phương mình là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển khả quan, đang từng ngày trở thành vùng kinh tế năng động, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, vận động viên các đội đua cùng quý khán giả truyền hình thân mến. Như vậy là đến thời điểm này thì các tay đua đã hoàn thành được 24 chặng đua và chỉ còn 6 chặng đua nữa thì cuộc đua năm nay sẽ chính thức khép lại. Với những chặng đua được truyền hình trực tiếp liên tục thì đi đến đâu đoàn đua cũng nhận được tình cảm yêu mến của khán giả hâm mộ xe đạp thể thao Việt Nam, và đặc biệt là người dân thành phố Cần Thơ cũng đã dành tình cảm nồng hậu cho đoàn đua trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Hôm qua và cũng như là ngày hôm nay thì ban tổ chức cuộc đua đã nhận được sự chuẩn bị rất là chu đáo, sự giúp đỡ tận tình và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành từ thành phố Cần Thơ. Và để đáp lại tấm tận tình của thành phố Cần Thơ, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Phú, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua sẽ lên trao kỷ vật lưu niệm của ban tổ chức cuộc đua cho đại diện của ban tổ chức địa phương. Xin mời ông Trần Việt Phương, thành ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ, và ông Phạm Văn Luận, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ sẽ lên nhận kỷ vật lưu niệm từ ban tổ chức cuộc đua. Xin cảm ơn ông Lê Văn Phú, xin cảm ơn ông Trần Việt Phương và ông Phạm Văn Luận. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Nguyễn Phước Hoài Chương, giám đốc phòng truyền thông và phát triển thị trường công ty cổ phần Tôn Đông Á sẽ lên trao 50 suất học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học tại thành phố Cần Thơ, mỗi học bổng trị giá 2 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn của nhà tài trợ Tôn Đông Á. Ở mỗi nơi mà cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đi qua thì nhà tài trợ Tôn Đông Á luôn có những suất học bổng dành tặng cho các trẻ em nghèo hiếu học. Tổng cộng sẽ có 100 em được nhận học bổng ngày hôm nay với tổng trị giá là 100 triệu đồng. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Phước Hoài Chương sẽ đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á lên trao tặng suất học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học tại thành phố Cần Thơ. Hy vọng những học bổng này sẽ là động lực để giúp cho các em học tập tốt và hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ sắp tới. Xin cảm ơn ông Nguyễn Phước Hoài Chương. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức trao thưởng chặng 24 từ thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp về thành phố Cần Thơ. Hạng 5 xin mời vận động viên Sa Văn Thắng của Hà Nội. Hạng 4 vận động viên Nguyễn Vũ Linh của Calitos Đồng Tháp. Hạng 3 vận động viên Nguyễn Hoàng Sang của Diên Hua Đồng Nai. Hạng 2 vận động viên Trần Thanh Nhanh của thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang.
và hạng nhất vận động viên Quách Tiến Dũng của quân đội. Xin mời ông Dương Công Triết, giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tôn Đông Á lên trao thưởng cho các vận động viên. Và chúng tôi cũng xin mời người đẹp Tây Đô, đạo diễn, diễn viên điện ảnh Việt Trinh sẽ lên trao cúp và biểu tượng vui cho các vận động viên đã đạt thành tích cao. Và xin mời ông Dương Công Triết sẽ cùng đáng lại sân khấu để chụp hình lưu niệm với các vận động viên. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được theo dõi pha tranh chấp nước rút ở đích đến rất hấp dẫn. Và Quách Tiến Dũng, tay đua mang số đeo 95 của quân đội đã rất khéo léo để tung nước rút về đích đầu tiên. Xin cảm ơn đạo diễn, diễn viên điện ảnh Việt Trinh và một lần nữa xin chúc mừng năm vận động viên đã đạt thành tích tốt trong chặng đua 24. Ngô Văn Phương làm tay đua trẻ, năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng đã thi đấu rất thành công trong những chặng đua vừa qua. Xin cảm ơn ông Trần Việt Phương. Đến lúc này thì tay đua Lê Nguyệt Minh đã có được cho mình 247 điểm áo xanh và tạo được cách biệt 23 điểm so với người theo sau anh là Nguyễn Thành Tâm của Hạng Ngọc Trời An Giang. Ngoài ra thì Lê Nguyệt Minh cũng đã có được 6 chiến thắng chặng ở cuộc đua năm nay. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là sự tranh chấp giữa Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm ở đích đến sẽ lại là những khoảnh khắc được khán giả chờ đợi. Tay đua Nguyễn Thành Tâm của ekip Hạng Ngọc Trời An Giang vẫn đang là người mặc áo vàng. Xin mời tay đua Nguyễn Thành Tâm sẽ tiến lên sân khấu và xin mời ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ lên mặc áo vàng cho tay đua Nguyễn Thành Tâm. Nguyễn Thành Tâm đã chính thức giành được áo vàng từ Huỳnh Thanh Tùng ở chặng đua thứ 15 chặng ski vòng quanh thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và đến lúc này thì anh vẫn giữ được chiếc áo vàng sau 9 chặng đua. Và ngày hôm nay thì nhiều khả năng Nguyễn Thành Tâm vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ được chiếc áo vàng sau chặng đua ski tại thành phố Cần Thơ này. Lúc này thì khoảng cách giữa Nguyễn Thành Tâm với người xếp sau anh là Ali Khademi là hơn 3 phút. Xin cảm ơn ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trên màn ảnh chúng ta bây giờ sẽ là lộ trình 25 vòng đấu. Có 2 sprint giải thưởng ở các vòng thứ 8 và vòng thứ 16. Mỗi vòng dài 1,5 km. Như vậy là tổng cự ly của chặng đua ski này dài 37,5 km. 2 điểm quay đầu, 1 điểm được đặt tại trước công viên Lưu Hữu Phước và 1 điểm quay đầu còn lại sau khi các vận động viên qua khu vực đích đến là tại trước bưu điện thành phố Cần Thơ. Trục lộ, có thể nói rằng trục lộ chính quen thuộc với người dân thành phố Cần Thơ trong một ngày nghỉ lễ như thế này, được tổ chức một chặng đua ski rõ ràng là rất hấp dẫn. Các bạn có thể thấy là ở trên màn ảnh truyền hình thì các tay đua đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào chặng đua này. Có quá nhiều hấp dẫn ở trong các chặng đua ski trước đó khi mà áo vàng hai lần đổi chủ ở trong các chặng đua ski. Bây giờ thì rõ ràng là rất khó để có tình huống đó xảy ra. Như vậy thì theo anh Trần Thôi, trong chặng đua này, với anh điều gì là hấp dẫn và anh chờ đợi nhất? Thì tôi nghĩ trong chặng đua này thì tất cả các vận động viên sẽ cùng nhau đưa về đích một top đông. Và cái điểm hấp dẫn nhất là điểm nước rút cuối cùng để tranh thứ hạng cao nhất chặng thì giữa các vận động viên có nước rút tốt như là Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm. Thì đó là điều chúng tôi nghĩ là sẽ diễn ra trong chặng ngày hôm nay. Và vừa rồi thì trọng tài đã cho các vận động viên xuất phát chính thức bước vào vòng đấu đầu tiên của 25 vòng đấu ski tại thành phố Cần Thơ này. Chúng ta thấy là một vòng chỉ dài 1,5 km và 2 điểm quay đầu là 2 nút thắt. Một lần nữa sẽ đòi hỏi các đội muốn xếp tài đưa những vận động viên của mình lên giành chiến thắng ở các vị trí cao tại spin nước rút ở vòng 8, vòng 16. Họ phải có kỹ thuật quay đầu và khả năng xếp tài phải nói rằng thật điêu luyện. Và rõ ràng là trong những chặng đua ski trước đó, các tay đua của ekip Hạt Ngọc Trời An Giang và Bảo vệ Thực vận Giang đã làm rất tốt việc này.
chúng ta thấy là sau khi trọng tài phớt cờ xuất phát có tốc độ cho các vận động viên thì đoàn đua đã đẩy tốc độ lên nhanh. Rõ ràng là khả năng mà đoàn đua sẽ kết thúc chặng này trong một chùm đông như anh Trần Thôi và vận động viên Quang Huy vừa chia sẻ, nhưng rõ ràng là các vị trí như vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 giữa Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7 và Nguyễn Hoàng Giang của Hạng Ngọc Trời An Giang cách nhau chỉ có 2 giây, thì các sprint giải thưởng ở vòng 8 và vòng 16, Quốc Việt tin rằng Huỳnh Thanh Tùng sẽ không thể nào để cho Nguyễn Hoàng Giang lên rút được. Đội hình của anh Trần Thôi sẽ phải chú ý đến điều này đúng không anh Thôi, để kèm Nguyễn Hoàng Giang, không để cho Nguyễn Hoàng Giang rút ăn Huỳnh Thanh Tùng. Có nếu có rút thì Huỳnh Thanh Tùng phải đấu với Nguyễn Hoàng Giang. Thì với cái tình hình hiện nay thì 2 giây đối với chúng tôi là cũng là một khoảng cách khá là mong manh. Vì thế là chúng tôi cũng hết sức là chú ý tập trung vô vận động viên Nguyễn Hoàng Giang này. Thì mặc dù vẫn đang đi chung với nhau là một chùm đông, nhưng lúc này thì người đang làm máy kéo không phải là những cái tên, những màu áo quen thuộc của Hàng Ngọc Trời An Giang hay là của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hồ Việt Mỹ, mà tay đua đang là máy kéo, đang là tay đua Quách Tiến Dũng của đội quân đội, người đã về nhất ở trong chặng đua ngày hôm qua tại Cao Lãnh và Cần Thơ này. Có lẽ đó là quyết định tấn công ngay từ đầu của các tay đua thuộc đội quân đội và quân khu 7, nhằm ít nhất là đảm bảo cho vị trí của Huỳnh Thanh Tùng ở trên bảng xếp hạng cá nhân. Ngày hôm qua thì khi kết thúc chặng đua giành chiến thắng chặng thì Quách Tiến Dũng đã chia sẻ hết sức chân tình, đó là chiến thắng đầu tiên, chiến thắng lớn đầu tiên trong sự nghiệp ở cuộc đua mà anh muốn tham dự nhất. Và đây sẽ là chiến thắng đáng nhớ để Quách Tiến Dũng có thể làm bước đệm, có thêm nhiều chiến thắng nữa ở trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là cuộc đua toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, cúp truyền hình. Chúng ta thấy là đoàn đông ở phía đằng sau đã có một số các vận động viên nỗ lực tách ra ở phía trước. Như vậy là chiếc áo chấm đỏ có vẻ như đó là Loic Desrec lôi kéo theo hai vận động viên khác đang làm tốc độ để vượt lên ở phía trước. Đó là Edgar Nito, người đã chơi rất tưng bừng trong những chặng đua vừa qua. Với Edgar Nito thì chúng ta thấy là rõ ràng trong các chặng đường trường anh muốn có một chiến thắng chặng, rất muốn có một chiến thắng chặng. Chắc quý vị và các bạn cũng còn nhớ là chặng đấu từ Phan Rang lên Đà Lạt thì Edgar Nito đã đấu tay đôi với Phan Hoàng Thái như thế nào. Tình huống đấu tay đôi với Phan Hoàng Thái thì tay đua người Tây Ban Nha thua Phan Hoàng Thái một vài cái nhấn pedal ở trong khoảng chừng 200m cuối thôi. Sau Luis Desriac thì mũi nhọn tấn công thứ hai của Đồng Nai là Edgar Nito. Họ sẽ thay phiên nhau thực hiện bài tấn công để cho vận động viên chủ lực của mình có thể là sẽ xuất hiện trong các vòng sprint ở vòng thứ 8 và 16 hoặc có thể là vòng đấu cuối. Chúng ta thấy là Đồng Nai đã thay tài đầu bằng Loic Desriac chứ không phải là Edgar Nito trước đó nữa. Tốc độ đẩy lên cao, hai điểm quay đầu chữ U đã làm rất nhiều các vận động viên ở phía sau bị ngộp. Như vậy là nhóm đi đầu chúng ta thấy là có 3 vận động viên, trong đó đầu máy kéo Luis Desriac vẫn giữ tốc độ cực cao trên 50 km/h để nhằm đánh bật các đối thủ khác. Mai Nguyễn Hưng rồi áo trắng Ngô Văn Phương xếp hai vị trí ở phía sau Luis Desriac. Chúng ta thấy là qua điểm quay đầu Luis Desriac đã đứng ở trên xe để nhấn bàn đạp cực mạnh. Lúc này thì ở trong đoàn đông mọi người có thể thấy rõ là ba tay đua đang dẫn đầu là Luis Desriac, Mai Nguyễn Hưng và Ngô Văn Phương. Rõ ràng là với một tay đua mạnh của một đội đua vẫn còn có khả năng tranh chấp vào thứ hạng đồng đội như là Firefly Đồng Nai thì không dễ cho các đội đua khác để cho Luis Desriac có thể thoát ra và đi một cách ung dung vượt qua các mức tính điểm áo xanh hoặc là thoát lên để vào đích một mình. Họ sẽ kèm chặt tay đua của Firefly Đồng Nai. Như vậy là sprint đầu tiên này rất khó thoát khỏi ba vận động viên đi đầu Loic Desriac, Mai Nguyễn Hưng và Ngô Văn Phương. Hai vận động viên, một vận động viên của nước ngoài và một tay đua kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam, cùng một đấu thủ trẻ của bảo vệ thực vật An Giang. Ba tay đua dẫn đầu
ở sprint thứ nhất là Loic Mai Nguyễn Hưng và tay đua mang số đeo 124 là Ngô Văn Phương. Ba vận động viên lần lượt về nhất, nhì và ba ở sprint vòng thứ 8. Như vậy là các tay đua đã bước vào vòng thứ 9 trong tổng số 25 vòng đấu của chặng này. Đây là hình ảnh mà nhóm đầu vào khúc quanh điểm quay đầu phía xa khu vực đích đến tại trước công viên Lưu Hữu Phước. Khoảng cách mà Escanito và Trần Thanh Nhanh tạo ra được với top các vận động viên ở phía sau đang là khoảng sắp xỉ 10 giây và trọng tài đang rung chuông để báo hiệu cho các vận động viên biết là họ bắt đầu bước vào thi đấu vòng thứ 16, tức là vòng có tính điểm áo xanh thứ hai trong chặng đua ngày hôm nay. Escanito và Trần Thanh Nhanh vẫn đang dẫn đầu của đoàn đua vào lúc này, nhưng hai tay đua này không đổi tài kéo với nhau mà chỉ một mình Escanito duy trì tốc độ cao ở vị trí dẫn đầu, còn Trần Thanh Nhanh thì luôn bám sát ở sau lưng của Nito. Tốc độ vẫn đang được duy trì ở mức trên 47 km/h, một tốc độ mà nói là rất cao ở trong điều kiện thời tiết đang có nhiều nắng nóng như ngày hôm nay. Và chính những cú tăng tốc từ những đoạn cua như thế này của các vận động viên mạnh đã khiến cho rất nhiều những tay đua bị rơi lại, bị ngợp và không thể bắt lại được vào trong top đi đầu. Bây giờ thì Escanito cùng với Trần Thanh Nhanh đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ 16, tức là vòng có tính điểm áo xanh thứ hai ở trong chặng đua này. Và có vẻ như Escanito chính là người đã vượt qua mức trước tiên để lấy cho mình 5 điểm áo xanh. Ở vị trí thứ hai là Trần Thanh Nhanh. Và ở vị trí thứ ba là một tay đua của Dược Romesco Đồng Tháp, có lẽ là Nguyễn Tấn Hoài. Có thể thấy là ở phía sau vừa rồi thì tay đua của Dược Romesco Đồng Tháp đã có một cú tăng tốc khá bất ngờ để từ phía sau vượt lên trước và trở thành tay đua cá mức sprint thứ ba ở trong vòng đua vừa rồi. Chúng ta thấy là Escanito và Trần Thanh Danh lần lượt về vị trí thứ nhì, thứ nhất và nhì của sprint vừa rồi để có điểm thưởng áo xanh, và mỗi người sẽ có thêm điểm, sẽ có thêm thời gian tích lũy ở giải áo vàng 3 giây và 2 giây. Chúng ta thấy là ở phía đằng sau Loic Desrias có vẻ như là có những ý kiến hay là một tình huống phàn nàn gì đó với bạn đồng hành đến từ Dược Domesco Đồng Tháp. Rõ ràng là trong spin ở vòng thứ 16 vừa rồi thì hấp dẫn chính là ở vị trí thứ 3, khi các vận động viên ở phía đằng sau của Escanito và Trần Thanh Nhanh đấu với nhau rất quyết liệt. Loic Desrias đã là vận động viên về vị trí thứ 3 ở sprint tại vòng 16 vừa rồi. Lúc này thì xét về mặt vị trí, tay đua đang mặc áo vàng là Nguyễn Thành Tâm vẫn đang được các đồng đội của mình bảo vệ rất kỹ và đang đứng ngay sau lưng của một top khoảng 10 tay đua của An Giang ở phía trên. Nguyễn Thành Tâm đang được các đồng đội che chắn rất kỹ để hướng về đích đến. Ngay sau lưng của Nguyễn Thành Tâm là Lê Nguyệt Minh. Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh đang cân bằng với nhau ở số lần thắng chặn trong cuộc đua năm nay. Mỗi tay đua đã có 6 lần giành được chiến thắng. Vâng, tạm nói vui là tỷ số 6 đều giữa Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Thành Tâm. Liệu ở trong chặng đua ngày hôm nay thì tỷ số 6 đều đó, tay đua nào sẽ vượt lên dẫn trước hay một đối thủ khác? Có vẻ như vào đến những khúc quanh thì các vận động viên của Dược Domesco Đồng Tháp muốn tràn lên phía trên để phá đi tông dài đường thẳng của các tay đua An Giang, phá bài chiến thuật của đối thủ An Giang. Có lẽ chính những đoạn cua này mới là cơ hội, phải nói là duy nhất để cho Đồng Tháp hoặc là Đồng Nai có cơ hội để tràn lên chiếm những vị trí thuận lợi. Còn nếu ở những đoạn đường thẳng như thế này thì gần như không có cách nào để có thể vượt lên chiếm các vị trí thuận lợi mà các đua An Giang đang nắm giữ. Vấn đề là các đua của thành phố Hồ Chí Minh nếu như muốn cạnh tranh thì sẽ sắp xếp như thế nào ở trong hai đoạn cua sắp tới để giúp cho Lê Nguyễn Minh có thể tràn lên được phía trên. Góc quay vừa rồi thì chúng ta thấy là bảo vệ thực vật An Giang cùng hàng công trời An Giang đã bị các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh chen cọt vào phía trong. Các đối thủ của quân khu 7 rồi Dược Domesco Đồng Tháp có vị trí không thuận lợi ở phía đằng sau. Nhưng rõ ràng là
Quỳnh Thanh Tùng với Trần Nguyễn Duy Nhân, hai tay đua có khả năng chơi nước rút rất tốt. Của quân khu 7 đang kèm sát Nguyễn Hoàng Giang. Đó là mục tiêu của họ. Có thể là chỉ chờ khi Nguyễn Hoàng Giang có động thái tấn công lên phía trước thì hai tay đua này mới tăng tốc độ thôi. Lúc này thì các tay đua đang hướng từ phía vòng xoay ở phía trước bưu điện thành phố Cần Thơ, hướng về vòng xoay ở phía trước công viên Lê Hữu Phước. Và khi đến vòng xoay tại trước công viên Lê Hữu Phước thì họ sẽ thực hiện quay đầu để bước vào đoạn đường thẳng cuối cùng trước khi về đích. Đó sẽ là một đoạn đường thẳng dài khoảng hơn 600m để cho các tay đua tăng tốc. Họ đã tiến đến điểm quay đầu để bước vào đoạn đường thẳng cuối cùng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và đây sẽ là lúc để cho các tay đua thực hiện những tính toán của mình, chiếm những vị trí thuận lợi nhất và tung nước rút về đích. Đây là nước rút của các vận động viên. Các tay đua An Giang đang tràn lên phía trên để chiếm những vị trí tốt nhất và đang tạo điều kiện cho Nguyễn Thành Tâm. Nhưng ở phía sau thì Lê Việt Minh cũng đang rất nỗ lực để vươn lên. Chúng ta hãy xem, vẫn đang là các tay đua An Giang làm những người dẫn đầu. Nước rút rất mạnh mẽ của các tay đua An Giang. Phải chờ xem ở trong đoạn nước rút cuối cùng Nguyễn Thành Tâm và Lê Việt Minh có thể tràn lên được hay không. Nước rút của các vận động viên, họ đã chuẩn bị kết thúc chặng đua ngày hôm nay. Nước rút rất mạnh mẽ của Thành Tâm và Nguyệt Minh. Và cuối cùng thì Nguyễn Thành Tâm đã là người giành được chiến thắng để vượt qua mức trước tiên. Bây giờ thì Nguyễn Thành Tâm đã có được lần thứ 7 giành được chiến thắng chặng ở trong cuộc đua cấp hình năm 2018. Vâng, tỷ số là 7-6 giữa Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh. Nhưng chiến thắng vừa rồi của Nguyễn Thành Tâm sẽ không giúp anh xoán được ngôi đầu giải áo xanh vua nước rút của Lê Nguyệt Minh. Lê Nguyệt Minh vẫn giữ được chiếc áo xanh của mình sau chặng đua này. Có lại phải nói đây là chiến thắng khó khăn nhất của Tâm cho đến thời điểm hiện tại. Vì vòng đua ở đây rất là ngắn, thì 25 vòng thì mỗi vòng quay đầu một lần, thì tính ra Tâm phải đứng đằng xe 50 lần và một lần rút nữa là 51 lần. Và vòng rất là ngắn nên và hôm nay Louis tấn công rất là mạnh thì đội đã làm việc cái cực lực và hôm nay Tâm rất là mệt. Thì Tâm chỉ muốn nhắn nhủ với các vận động viên là còn 5 trận nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc đua cái truyền hình gian nan và lần đầu tiên trong lịch sử là 30 trận. Thì các anh em hãy thi đấu an toàn hết mình và hãy đoàn kết trên đường đua. Và ban tổ chức cũng xin mời đạo diễn, diễn viên Việt Trinh sẽ trao biểu tượng vui cho 5 vận động viên và mời ca sĩ Nhật Kim Anh sẽ trao trophy cho tay đua hạng nhất. Phần thưởng cho tay đua hạng nhất chặng đua là 20 triệu đồng. Và đây là lần thứ 7 sau 25 chặng đua, Nguyễn Thành Tâm của Hạt Ngọc Trời An Giang đã giành chiến thắng ở mức đến. Ngoài phần thưởng thì các vận động viên còn nhận được biểu tượng vui của cuộc đua là chú ngựa thần tốc Speedy. Riêng tay đua hạng nhất còn nhận được trophy kỷ niệm 30 năm của cuộc đua. Xin chúc mừng thành tích của 5 vận động viên. Chúng ta cũng có thể thấy phần thưởng cho đội giành ngôi hạng nhất đồng đội ở mỗi chặng còn có một chiếc tivi. Xin chúc mừng thành tích của 3 đội. Như vậy chỉ còn 5 chặng đua nữa thôi và với số điểm hiện nay thì dường như Lê Nguyệt Minh sẽ là người sở hữu chiếc áo xanh chung cuộc của cuộc đua năm nay. Xin chúc mừng Lê Nguyệt Minh. Sau 25 chặng đua, Nguyễn Thành Tâm của Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn là người sở hữu chiếc áo vàng. Ban tổ chức xin kính mời ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ, mặc chiếc áo vàng danh giá cho tay đua Nguyễn Thành Tâm. Một lần nữa xin chúc mừng chiến thắng của Nguyễn Thành Tâm. Anh đã vượt lên dẫn trước đối thủ chơi nước rút với mình ở các sprint. Đó là Lê Nguyệt Minh với tỷ số tạm thời là 7-6. Ngày mai đoàn đua sẽ bước vào chặng đường trường nhiều cam go từ thành phố Cần Thơ về thành phố Cà Mau. Đây là chặng đường trường mà chắc chắn là các vị trí ở khu vực đầu bảng xếp hạng cá nhân cũng như đồng đội sẽ tìm cách để tấn công và tìm cách để thay đổi các cái vị trí. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn diễn biến của chặng đua này trong chương trình tường thuật cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 non sông liền mẫu giải. Chương trình với sự đồng hành của nhà tài trợ Tô Đông Á. Đến đây thì Quốc Việt xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tường thuật khác.